Hello mọi người nhé, em thương lên sóng giao lưu với tất cả quý cô chú chị các bạn nhà mình một lô đầu đầy cành chắc đỏ đen và cẩm, nói chung chắc đỏ đen chiếm 90%. Đầu đầy cẩm và chắc đỏ đen đấy. Cân mọi người nhé, 70 cân, giá cực kỳ yêu thương.